Ok, hôm lên em. Hôm nay chúng ta lại thử một game mới. Có thời gian rảnh rảnh thì lúc lên xem phim coi có gì mới không. Hôm nay thì cũng chơi cái bản demo thôi. Một cái phiên bản của con game mà cũng khá là nhỏ. Chắc là Dead Landing nào đó. Tôi thấy là cái lượng follow khá là thấp luôn. Tuy nhiên cái gameplay nó nhìn cũng ngộ ngộ nên cũng chơi thử cái bản demo coi sao. Thì vẫn chưa biết khi nào game ra mắt chính thức nữa. Chỉ để là 2024 này thôi. Sao mà nó không load ta? À, bản demo này họ cũng chưa có công bố công khai nữa nha. Tôi nghĩ chắc là chờ đến cái dịp mà Steam Next Fest nào đó. Nên bây giờ chúng ta chỉ có thể mà đứng coi thử này ơi. Nó auto battle của ông ta. Đây đúng rồi, auto battle của Gulai. Chiến thuật. Thì nó khá giống với những con game mà anh em kết hợp mấy cái mà tộc đát với nhau á. Như ba mây, ba lửa, ba bóng tối nào nè. Đó thì kết hợp càng nhiều thì nó sẽ cho mình tăng thêm một số chỉ số boost. Rồi còn lại thì mình cứ vui xong mình thả vô thôi. Lúc trước thì tôi cũng chơi mấy con game thể loại như thế này à. Tuy nhiên không nhớ tên á. Tôi nhớ có một con là nó có trên Xbox PC Game Pass á. Cũng cái dạng auto battle khá là thú vị luôn. Game này trông nó tương đối nhỏ, indie ổn áp thôi. Đây chắc là tác phẩm đầu tay của anh ấy luôn, Jim Magnusson. Là tác phẩm đầu tay. Mấy game dev indie như thế này thì chúng ta khó lắm. Nên không có người chơi thì cũng khá là buồn. Sao 18 cộng khá nhiều như thế này. Kadomon bữa nào tôi cũng chơi cho anh em nè. Trên VOZ có anh em nhắc nhiều con này. Khi nào rảnh thì tôi sẽ mở ra anh chơi. Cũng chưa có nhận nó, mới thấy nó trong cái danh sách thôi. Game này là của mấy anh Trung Hoa à. Đẹp game, BBB. Vậy là không chơi đó. À, hai đành tích tích này cũng có luôn rồi. Game này chơi cũng ổn phết đó nha. Mình có thể cách khiêu cái thời gian thực luôn chứ không phải là chỉ gì thôi đó, mình có thể quăng lá bài ra chứ không cần là auto battle. Chuyện này cũng một con game tu tiên khá là thú vị nè. Nói về game tàu thì vài bữa nữa tôi sẽ chơi vài con game nữa bên mà mấy anh dev bên Trung Hoa mới gửi cho mấy game nhìn cũng độc đáo lắm, nhưng mà nó thiên về cái chữ nhiều lắm. Chắc là hàng xóm nên mà cũng gửi qua đây một mớ game. Có gì thì tôi giúp quay cho anh em mấy game đó luôn. Đây đây đây, con game mình nhớ được chơi nè. Nó cũng dạng auto battle nữa. Tôi nghĩ là nó là cái phiên bản nâng cao hơn của con này tí. Nó thiên về cái đồ họa và kết hợp rất là nhiều thứ luôn. Đây. Con này lúc trước tôi đã từng chơi một lần rồi. Con này thiên về pixel nha. Còn con này giống pixel nhưng mà đồ họa nó chi tiết hơn chút. Cái nhân vật nó khá nổi hơn cái cảnh nền. Trăm rưỡi máu, trăm rưỡi máu. 210 này chắc là đam phép nên nó mới có màu tím. Điều này cũng khá thú vị nè, nó có trên mà PC Game Pass á, anh em có thể tải về chơi thử. Nâng cấp rất nhiều thứ luôn, mình cũng là lãnh đạo một cái đội quân đi hầm ngục. Mình cứ vui kết hợp theo nó từng yếu tố như vậy đó. Thì nó cũng clash với tộc nè, ba tộc kiếm nè, ba tộc thương cái gì nè, một hồi máu nè, hai xạ thủ nè. Đó, mình vui theo cái hệ mình đó, đi theo từng gành lên gành. Nói chung là đánh cái này nó cũng khá là thú vị. Chứ còn một con nữa là mình có thể dàn quân hai bên luôn. Con đó tên gì thì tôi quên mất rồi, tên nó viết tắt lại là bốn cái chữ gì đó thôi. Hôm nay vô tranh thủ thử qua con vào follow game chưa có ngày ra mắt chính thức, lượt follow khá là khiêm tốn luôn, chỉ mới có 12 thôi. Ngôn ngữ tiếng Anh duy nhất không có phụ đề. Hiện tại hai cái tính năng chính là 9 lát và 11 cái thể loại khiêu. Mình có thể lựa chọn giữa 60 cái khiêu đặc biệt và lên yếu tố chiến thuật cho từng cái lối chơi phù hợp cho nó. Là vô bản demo, hy vọng bản demo chạy ổn định, họ chưa có làm cái thumbnail nữa nè. Trên Steam á, họ có làm sẵn cái badge luôn cho mình thiết kế bằng cái thumbnail này. Từ con game chính mình chỉ chèn thêm cái dòng badge demo vô thôi, nên thiết kế cái đó gác khá đơn giản. Không cần tutorial, quất luôn. Chúng ta có một thằng cu này. Thằng cu này làm gì ta? Giao một lát là cái dạng là heavy vật lý hạng nặng, gen một tầm đánh một, gen một thì chắc để nó gần gần con quái đi. Ở đây có lát vui với mà hệ tộc à, coi như là một cái lát chứ mà một cái tộc đi. Vui natural cái này là paladin, đòn đánh nó là vật lý. Ủa mình mua nó vô đây hả? Mình đang ở đâu ta, có bao nhiêu tiền? À đây có 2 tiền.
Đồ game thì không biết gì cả. Xài sao? Mình mua mình để trong ba lô chứ không có gọi lính ra được hết ta. Bây giờ mình có 4 tiền rồi nè. Có hai cái này là lát giống nhau. Thêm cái lát này nữa. À phải để lên trên này. Trời ơi. Để hàng búa là này. Để lên đây thì nó làm cái gì? Phải lên đi 1 trên 2 heavy vật lý. Để hai cái giống nhau lên thì nó không hiển thị. Trời ơi. Lít holy, hai cái này giống nhau rồi, hai cái giống nhau bây giờ có thể làm được gì không? Không có ép với nhau được nữa hả? Có hai con gui với nhau nè. Đó, được hai con Natu gọi với nhau nè. Mua luôn này đi. Để nó gọi ra ăn chim mình nè. Đầu game thì khá là dễ. Còn nhanh hơn nữa không? Không, chỉ có nhanh và nhanh hơn thôi. Lửa hả? Cái này chúng ta có 3 lát lửa luôn nè. 2 tiền luôn. 2 tiền đưa lên. Mấy cái này mình bán sao ta? À. Ủa, bán lại bằng cái tiền mình mua mà. Thì giữ làm cái gì? Lửa, chơi 3 đứa hay lửa luôn. Mình đang có 2 nào tôi gồm 13 đứa lửa luôn. Ba đứa lửa thì nó có khác quái gì 2 đứa lửa đâu. Trời ơi. 3 đứa này xếp combo cũng ngon đó nào. Ủa con này nó trâu gì vậy? Lên level 4 á, mình mới lắp được thêm một cái siêu lửa nữa. Nó giống nhau thì không có nâng được nghe. Đây chúng ta có 2 Natugol, 2 Gui. 1 may. Nên tôi gồ này nó cho mình cái gì ta? 37% siêu hiệu ứng. Triệu hồi cho 3 con chim, 2 tộc vui. Level 4 này được lót nữa này. Có con vui nào nữa không? Vui thì phải 4 con hả? Nên kiếm cái con lai này nè. Ủa con này có rồi. Ba tiền nhưng mà nó không dính gì với mình nha nó. Mua 3 bán lại 3 nên cứ thoải mái đi. Đây 2 con tập vui luôn nè. Ủa này tộc Na tôi ngồi với bay vui. Hai con này giống nhau nên nó không tính rồi. Bởi vì 2 con giống nhau mà nó liên kết hay nó kết hợp với nhau nữa thì ngon. Bắt đầu nó ra 2 tiền nhóc cho anh nè. Cái cánh này là cái gì đó? Rồi đi thôi, hết tiền rồi, tiết kiệm. Mình có 3 4 để luôn nè, bày gió luôn nè.
Thua hả? À không, vẫn thắng, vẫn thắng. Natugol chơi 4 con luôn. Bây giờ mình có thể chơi 4 con mà 4 con mây, trong đó thì có một con hay lửa nữa. Bốn con pháp sư, có con pháp sư băng, con pháp sư lửa. Đổi đây. Không chơi vui nữa đâu. Cái này ba tiền để đồng, ba tiền để đồng, hai tiền, hai con này một tiền, bốn mây hay lửa, kết hợp rất là đẹp luôn. Mấy này bán hết. Wow, chuẩn cái nữa ấy. Anh pháp sư này cẳng đét luôn nha. Ai ra thủ nào? Còn lâu lắm mới lên level 10 đó. Ủa, USB được nè. Trời ơi, nãy giờ tiền đem gì gon không à? Chơi ngu. Năm là nó lên được thêm bậc nữa đó, lên tới 7 nữa là ngon. Trời, cầu lửa này đánh đơn mục tiêu không anh em ơi? Đánh quái số đông này thì nó lỗ phải rồi, nhưng mà vẫn win. Gòn phát 2 tiền tốn phết đó nha. Lá này thì mình có rồi, có rồi, lắp vô nó không tác dụng gì cả. Cái này nữa thì mình lên được là hai tộc Natural rồi, còn cái này thì hai set. Nãy để đây mới đúng rồi, tại con này đánh tầm xa nên để nó góc này hoặc góc này. Rồi thua rồi, nó bào máu mình kiểu này là thua rồi. Không, chưa thua. Cái này có rồi. Giờ sau thì mình mới lên đủ. Con này đánh boss thì rất đánh mạnh lắm, nó đánh tới 1.200 đam lẫn cầu lửa nè. Lên cấp mây xét này thì có rồi luôn rồi, trước tiên để cái này lên cái đã. Paladin, Nandugo, Shadow, Ford. Chết rồi, không có lóc được rồi. Cái lá này đúng hợp với mình luôn á. Nigromancer nè. Shadow thì đít nữa nè. Có lá Shadow. Thôi quất. Vãi vào đầu nó chậu vãi rồi.
Game này không có nhạc nền và chỉ có ít FPS thôi. Sau FPS đó. Còn nữa game máu đựng rất là khỏe luôn. Lá này có gòi luôn này. Chưa có lót thì mình cứ mua ép thôi. Mua tới khi nào đủ thôi. Một bay mình chỉ có 5 tiền thôi nha. Bây giờ lên level 7 thì cố gắng 7 thằng may luôn. Không có gòn nữa. Nó này không có may. Tiếp tục mua đi rồi. Khoảng là 3 gao nữa thì 4 gao nữa thì mình đủ. 4 gao nữa là 20 ép. Sơn trường lỗ sau lưng như nào. Còn nữa này đam nó mạnh phết. Chỉ đơn mục tiêu à. Thành ra cũng không ngon cho lắm. Hai gao nữa. Vẫn còn khỏe lắm, chưa thua đâu. Này có rồi. Bây giờ phải chi giống nhau, mình ép được lên cái lá cao hơn thì nó ngon hơn. Giờ sao mà đủ tiền rồi đó. Đủ mà level lên cấp này. Nhưng mà không có bài nữa. Kiếm lá nào một tiền cũng được á. Một tiền ở trong bốn cái lá này. Ủa, cái quả cầu lửa bay ra hụt vậy. Chết rồi, không có lá nào một tiền luôn. Rồi đi luôn. Này có cầu lửa nó lo hết. Có bốn con à. Đó. Mình không sợ mấy con quái máu cao như thế này. Lên cấp level 7. Kim băng này có chưa? Chưa. Cái lá cuối mình sẽ tài lá này nha. Kiếm một cái lá mày nữa. Con chim này trước tăng nó kéo quái cũng khá phết đó chứ. Chết rồi. Rồi to rồi. Thiếu mà sát thương mà eo eo quá. Thì vui một kill trong shop. Sợ đặt nó vào đây. Nhấn nút tao để bắt đầu rồi hiểu rồi. Điều này vẫn còn demo nên nó khá là đơn giản. Bây giờ chúng ta chơi thử tập vui này luôn ha. Chơi vui luôn đi. Game này ăn thua vẫn là cái vấn đề cân bằng. Thằng này mình có rồi, vẫn chưa có nào mới cả. Rồi được 3 anh chim rồi nè. 3 đến 1. Vì xạ thủ Naruto được luôn.
Trời, nó ra ba cái gì hết luôn. Shadow là cái gì? Tộc Shadow mình sẽ có 20% cái kill nữa. Buổi này thì đi với hồi máu nó ngon không? Phải 4 tiền. Gui với độc. Đấy luôn này đi. Này mình hơi thiếu đam. Yếu nhưng anh em nó đông. Yếu nhưng anh em tàu đông. Vui với độc nữa hả? Vậy là mình có hai độc luôn á. Chó này có rồi. Ừ. Bên mình đông hơn bên nó nữa. Nhưng mà bên mình đam yếu chịu à. Vui mà còn cá nai nữa hả? Natural cá nai. Natural nó ba con rồi, nó kích được cái này rồi. Giờ sau mình nâng hai lần với hai điểm nữa là đủ level 6 luôn á. Không lá nào ngon cả. Từng hai lần lên đủ level 6. Ba Anatuyo lên được bậc 2, 5 con lên được bậc 3 rồi. Cái siêu con ếch đó là cái siêu này đó hả? Chó thì có rồi. Cái này thì được hai lá luôn nè. Bốn quay nữa. Mỗi quay thì mình được là coi như 5 mép đi. 5 với 2 là 7. 5 quay nữa 7, 5, 3, 5. Nhưng mà mình còn tiền. Đọc vì nó tú gồm nè. Ủa đít nhau hay là đọc lá này mạnh nha. Hunter với đọc nhưng mà phải bốn đọc nữa. Bốn đọc thì hơi khó đó. Ừ, mấy con này đánh nhau nghe nè, nên cái bầy quái mình đông đông ra là dính mấy này cũng mệt đó, rồi chết rồi hết rồi. Không, thằng này của mình có mất máu đâu, nó trâu vậy đâu. Trời ơi. Thiếu độc cũng thiếu vui nữa.
Này của mình nó cũng trâu phết đó chứ. Cái chiêu con ếch của mình nó cũng rất là mạnh luôn nè, bá đạo luôn nè. Cái này nó thả ra kinh quá. Quá trời nó chịu hồi mấy giờ rồi. Thả độc giá, thả độc giá. Vô vô kịp. Phải lên cấp mới được, bán cái gì 2 tiền thôi. Như thế này thì combo nó đẹp hơn, còn như thế này thì tôi nghĩ nó mạnh hơn nè. Hai đá độc. Bốn độc, mình bỏ hai gui ra mình lấy bốn độc ha. Lên được 4 độc nè, nhưng mà ba vui. Bốn vui. Không có con nào vui Natural đó. Thiếu một con Natural. Cùng kiếm thì giờ không chơi nữa. Lửa, cung lửa. Gui với hồi phục. Này ba lửa luôn mà bốn lửa nè, chơi cái hệ này là lên bốn lửa luôn á, nhưng mà bốn cái này nó chả dính quá gì với nhau luôn. Vui lửa, cái này có rồi. Cái này là chuyên gia mà hồi phục luôn à. Được, lấy lá này vô. Clear gích chứ gì to. Tiếp. Là lưng cấp đã tính. Tôi không phân biệt được con nào của mình, con nào của nó luôn. Đấu chùm rồi. Nó mạnh vãi nha, nha. Nó quất một combo cái nó cũng chết mình nè.
xả độc nó, xả độc nó nừ đúng rồi đó, cái độc nữa là xong rồi. Nhận cuối con ớt. Cái này nó mạnh vãi ra, nó chém cái chết để mình luôn. Đánh nó không thấm máu luôn rồi. Này nè. Ôi. À. Cái nhá. Vui là thấy bui không được rồi đó. Negomancer. Vua chịu hồi ra mấy con đó nhưng mà vì sao nếu mà cái này hồi phục nè, Paladin đánh tay hang nặng nữa. Chịu hỏi cho một con thần đèn á, thần đèn của chúng ta nào. Giết mình để chiến vui thì nó ra cái quái gì ta? Cái này có rồi. Negomancer nó vẫn là triệu hồi thôi. Holy luôn. Độc với Paladin. Không đủ tiền. Rồi bà. Hai lá này của mình sơn luôn mà. Ủa sao con này nó ra sớm vậy? Mình trâu lắm, mình đứng trước đây. Không biết bên nào địch bên nào ta luôn. Cái này tăng rất là ngon nè nha.
giờ sau mình lên cấp. Lego Mancher thấy không ngon cho lắm. Lego Mancher không ngon cho lắm. Này Lego Mancher đọc này Lego Mancher sao đâu. Cái đó này một cặp nè. Hồi máu vãi ra luôn. Hồi máu thì phòng thủ liên tục. Là bui hai cái lát thôi đi với mà lê gích với nhau nè. Hai tiền với một tiền. Hồi báo bạn ơi. Thấy là chua chua nó nghe. Giờ này nó ra một tiền không gì trời. Nên ra 12 rồi nên ra mấy con 2 tiền cho nó cân bằng chứ. Đừng đánh mấy con lẻ nữa, đánh boss nè. Đánh nó không mất máu luôn rồi. Thì có rồi. Vô sao lên cấp. Đủ. Đủ. Không. Hai gao nữa mới lên. Gao 15 mới lên cấp. Triệu hồi ra mấy con này nó còn châu châu nó tăng được, còn như cái thứ mà lát vui lắm triệu hồi ra nếu xìu à. Lá này cũng ngon đó, nhưng mà hết lót rồi. Lâu lắm mới lên được. Lá tư thần này mạnh chứ. Nó quạt cái chết quái luôn. Ba lá giống mịt nè. Ba sa đao hay Neuromancer cũng được. Lát này có một tiền thôi.
Tôi thích đọc hơn, đọc nó ngon hơn á. Cái đọc này nó đánh được ba mục tiêu luôn. Cái này thì được thêm một lá hồi phục nhưng mà mất đi một điểm shadow. Bảy giây gương đau một lần nó gây 500 đam nè, cái lá này rất là mạnh luôn. Triệu hồi hai con dôm 15 giây không ngon cho lắm. Bây giờ triệu hồi thì nó khá là phế rồi. Hồi 250 máu thì cũng được. Mười sáu tiền ít ba lên. Mười sáu tiền là 16 F đó. Tới giao 20 không? Nãy hình như giao 18, 19 gì mình thua á. Không nhớ nữa. Gọi to này. Nào không gọi ra đường để. Rồi có rồi. Tưởng lá này ngon. Lá này cũng có rồi luôn rồi. Nào ngon cả. Tăng được cái gì to? Paladin cái gì to? Nãy mình thua thằng này nè. Giờ chắc đi. Rồi. Giờ mình cũng thua thằng này luôn. Vậy là gao 20. Hai mục tiêu kinh đao 8 giây 80 đam là coi như DPS đó là 16 chia 8 là 20, mạnh hơn cái này 150 chia 8 cũng khoảng 20 luôn. Mười lăm tính ra thằng này mạnh nhất, thằng Samai này mạnh nhất. Giờ tính theo DPS thôi. 80 kinh đao chính một mục tiêu thì nó có khoảng 10 à. Trăm sáu giây 15 5 này 7 tính ra chiêu này mạnh nhất chứ, hai mục tiêu 80 đam 8 giây. Không chơi triệu hồi đâu, triệu hồi yếu quá.
180, 160. Hai chiêu này bằng nhau. Hai chiêu này bằng nhau. Giống nhau thì nó lại không tính. Trăm rưỡi chia hai chiêu độc này cũng đỡ đỡ. Ba lá trong mịt luôn. Thiệt. Này tính ra có 7 8 giờ cũng không ngon. Ba trăm bảy một mục tiêu chia 12 được nha. Một Necromancer với một băng nữa. Từ từ vào sau mình có thể đẩy lên level 6 luôn á, mình có thêm lót nữa. Kiếm một mây một băng nó cũng được. Cái này là coi như nó boost liên tục luôn rồi nè. 12 giây nó hồi chiêu mà cái chiêu thức nó kéo dài 12 giây nữa. Cái lá này mình mất lá độc rồi nên cũng không cần lá này luôn. Lá này có rồi. Được nè, lá này hợp với mình đó.
Ủa, đá này có rồi, bà nó. Tầm level 7 là mình giới hạn rồi, nên tốt nhất là bui xung quanh 7 đá thôi. Ưu tiên những cái lá 3 dòng, 3 thuộc tính như thế này. Mình thiếu đam quá ta. Thôi luôn không chừng. Chắc không đâu. Hai mươi sáu thiếu 12, dĩ quay 15 mới nâng level 7, hai quay nữa. Từ đó dốc bỏ Necromancer luôn vô rồi đấy. Triệu hồi thì Legit này nó triệu hồi ngon hơn. Necromancer gùi quá. Bớt một lá ra thêm hai lá nữa vô. Hai tiền, ba tiền, là năm tiền. Cái đá này là cặp nè. Đá này để đánh boss rất là ngon luôn. Nên tí nữa có boss thì thả nó vô. Bây giờ qua được cái gao 20 coi cái đó. Hai đá luôn. Mất holy là khó lắm nghe. Holy nó hồi máu đã lắm đó.
Hai lá này nặng cầm nè. Hay đầu bỏ pháp sư luôn ta. Không chơi pháp sư nữa. Kiếm một lá holy nữa. Kiếm lá holy nữa. Giờ sao bắt đầu mình gon được rồi. Nếu biết có gao sau hay không đây. Đít vui nè. Người gích này có rồi. Mình có rồi luôn. Mình viết thứ năm đây. Hai lá này hợp nhau đó. Cái này lá này không thấy nó chơi ta. Không thấy nó chạy lá này. Đây 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 đây. Lá len kích thứ sáu này mình thay vô lá nào ta? Như một cái điểm holy. Hai lá này hiện cặp nó rất là ngon với nhau luôn. Lá này 3 tiền. Lá này cũng 3 tiền. Rồi, chút nữa nhét lá này vô đủ bộ luôn. Nhưng mà sống qua giao 20 cái đã. Con này của mình bây giờ nó tăng châu vải ra rồi. 6 le gích nó triệu hồi ra một con mà Zilo luôn. Để chơi bút kiên nó chứ. Thôi rồi chơi không lại nó rồi. Con vàng của mình chơi không lại con vàng đỏ nó. Nó chết là thua luôn á. Solo 1-1 á. Nó trầu quá ta. Đâu không máu mình nhiều hơn nó rồi. Chịu hồi cái con màu vàng đó đi. Queen. Đó, tới được giao 20 nè.
Chùm cái gì? Ủa, nó cũng kêu giống hệt mình luôn nè. Dao này còn dễ hơn dao nãy nè. Áo còn đầy đúc rồi, con Zilo này vẫn sống luôn. Quý này, bạn đã phá đảo demo, cảm ơn bạn đã chơi. Rồi thôi, ok, game mode cũng ổn áp hết đó. Sau này nếu như mà có nâng cấp thêm á, thì nâng cấp thêm một số yếu tố nữa là được. Như mô tả mấy cái lát kỹ hơn tí nè. Cái giao diện UX UI HUD á, nhìn nó đẹp hơn tí là được. Giờ lướt lướt sẽ tìm DB nè, coi cái gì ổn không. Game này tôi cũng khá nóng, là đợt này tôi hóng hai game là ba game này luôn nè. Nhưng mà cuối cùng cả ba con đều gây thất vọng hết. Melina này thì game đây nó chưa cân bằng. Hôm qua tôi coi là miss xịt á. Không biết hôm nay đã đỡ hơn chưa. Vẫn miss xịt thôi. Con này thế loại mà chiến thực là gian thực. Nó giống với mấy con siêu sáu rồi đó đây nè. Con siêu sáu này hay chơi á. Nhưng mà vẫn hơi mất cân bằng. Đợt demo tôi chơi rồi. Cái này các bạn chính thức. Game này nhìn nó rất là gói ha. Anh em nào không quen cái thể loại chiến thực là gian thực mà kiểu dàn binh bố trận mà bui mấy cái này á thì chắc là khó chơi anh game nữa. Tokyo thì chắc Nhật Bản rồi. Còn hai con này thì đúng đôn luôn rồi. Ô, con này lên được mid xịn nè, hôm qua tôi thấy đổi lầm luôn. Con này miễn phí là game ghi to lay nha. Tuy nhiên thì nó sẽ có cái dòng thanh toán trong ứng dụng á, đây nè. Đi nạp full nè. Là anh em phải bỏ tiền nạp thẻ khá là nhiều luôn. Ngoài ra thì cái game lay của nó rất là chậm. Cái thứ hai nữa, yếu tố MMO vô con game á, nó lại ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Như anh em có thể trồng cây bán kiếm tiền chẳng hạn. Nhưng mà trồng không được bao nhiêu cả, có 9 ô đất à. Kinh tế thì cũng không có lên nổi luôn, ngoài cái việc trồng cây này, tại vì thị trường nó phá giá rất là thấp. Cái gì 2FA gì đưa vô đây chi đó. Vẫn đang giai đoạn early access à. Đâu bản đầy đủ rồi mà. Nó khá là làm ông này cũng viết dài phết đó chứ. Chơi chắc cũng có chập nhờ trong game đó. Nói chung anh em nào thích cái dạo dòng nông trại mà miễn phí chơi thư giãn như thế này với mà anh em bạn bè thử qua này cũng được á. Nó ghi tu lại luôn. Nhớ hạn chế nạp tiền á. Game để giải trí thôi. Game này thì đổ quét rồi, khỏi nói nữa. Game này tôi cũng chơi rồi. Anh em chạy à, tôi chơi khoảng 2 tiếng đồng hồ đầu tiên á là chả có bắn giết gì luôn, cứ chạy nhông nhông vậy lâu đâu bắn dạng quá nhỏ nhỏ à. Rất ức chế luôn nha. Game này thế loại bắn súng của mấy anh em Trung Hoa phải không? Đúng rồi, của mấy anh em Trung Hoa hàng xóm chúng ta nè. Đánh giá đủ quét luôn. Trời ơi. Tôi đã chơi khoảng 5 giờ. Đây, tôi không thể mà khuyến khích các bạn chơi game này được. Nó thì gánh liên tục luôn. Gánh nhiều hơn mà ta Citizen đó. Máy hôm này ngấu hình khủng phết á. 307 công ty. Máy tôi thì nó yếu xìu à. Bạn sử dụng 10 viên đạn cho mỗi cây súng bình thường. Nên bạn cần 1.000 viên đạn cho mỗi cái hộp. Súng có 100 lót. Nói chung game này nhìn trong mà mới đầu hứa hẹn thú vị hấp dẫn phết. Cuối cùng lại tan nát, giá cũng không rẻ nha, 3 lít đó. Evil Genius game này nó đang khuyến mãi giả bèo luôn á. Anh em vô múc về chân như tôi cũng được. Mặc dù mấy xịt nhưng mà chơi cũng tạm tạm ổn. Giá nó còn có 24 ngàn à. Rồi 24 ngàn cái bản này là bản Deluxe nha. Bản Deluxe thì có thêm một số cái DLC này á. Nó ba cái DLC miễn phí này thì chắc tôi cũng vô nhận luôn. Nằm lại.
Đó, anh em mua cái bản 24.000 là nó bao gồm cái bay game luôn nè. Cái bản 24.000 bao gồm cái bay game với thêm một đống cái này nữa, full DLC luôn. Còn có 24.000 thôi. Khá là ngon nha. Lúc trước game này bị chửi không phải do cái gameplay nó tệ đâu, mà do cái đống DLC nó để ra quá nhiều. Mấy cái này nè, để ra đống DLC khiến mà con game người ta trải nghiệm không tốt á. Nên bây giờ mà 24.000 full DLC là coi như khắc phục được cái điểm yếu thôi. Đúng rồi. Hiroshi game này cũ dữ lắm mà giờ ngoi lên chục năm rồi đó ta, tính giờ một thập niên rồi. Game này dạng binh lết heo, đồ họa nó đẹp lắm, gáy gú nhìn cũng có ngon nghẻ luôn. Anh em nào thích cái loại binh lết heo thì thử băng này được nè. Mưa đạn á, giá thì cũng tạm ổn thôi. Game này gáy gú rất ngon nghẻ nha. Trời ơi David, VFX nó mù mắt luôn. Đẹp, dạng binh đánh heo, gáy gú con game này rất là ngon mắt. Không biết yếu tố 18 cộng không ta, hình như không có 18 cộng là nó phải ghi lên mấy cái thẻ này đầu tiên. No Man's Sky bây giờ vẫn đang hoạt động rất là sôi nổi, chở bù cho con tao phiêu. Game này phần 1 tôi chơi rồi, phần 2 dev cũng có gửi nữa nhưng mà chưa có thời gian thử. Mà lúc trước là Play Game làm nguyên cái video quảng cáo game này á, tôi không biết là có họ hàng nguyên thù gì không. Dragon Dogma 2, game thủ chúng ta có dễ tính luôn. Game này mà mấy anh em review khen cái đồ họa nó đẹp nứt nở được thì tôi cũng thấy có hiểu phết á. Trong khi Horizon này lại khá thành công nè, thành công hơn mong đợi luôn. Đồ họa đẹp tối ưu cũng tốt nữa, máy tôi vẫn chạy nổi thì coi như nó tối ưu rất là tốt rồi đó. Phiên bản Early Access của con mà Elden Ring, coi như là Elden Ring 2 á, Elden Manos. Đánh giá như thế này anh em tin tưởng chất lượng game đó. Có điều vẫn đang Early Access nha. Thấy cái anh em mà dislike game này khoảng 2% không thích con game này đó, là nó nằm vô cái khái niệm do không có nàng loli nữa, mà chuyển qua nhân vật là nam nè, chứ không phải là chất lượng game đời đâu. Con đó là 10 trên 10 đó. Đây lại một con game mà tán gái nữa đây. Những người tình trong căn nhà hả? 7 người tình trong căn nhà đó. Dạo này mấy con game mà tán gái như thế này do mấy anh em Trung Hoa rồi chơi đó. 7 người tình trong căn nhà, giá game 128.000, không hỗ trợ tiếng Anh. Mấy anh em làm con game như thế này thì không support cái tiếng Anh thông dụng cơ bản. Game quái gì vậy nào? Tôi nhớ còn một con game tán gái nữa, nó cũng mới ra mắt gần đây thôi. Trong cái tuần 13 này, ngày 22 đến ngày 28 á, là trong một tuần trước đó, ngày này nè, thì cũng khá nhiều con game mới nổi ra mắt. Game này tôi không thích cho lắm, đúng kiểu làm ra ăn tiền luôn. Game này thì tôi chả biết, nó dạng cứ tầm con xe anh em lao vô bêm nhau ấy vậy. Có điều mà 51% như thế này, giá game 3,5 lít nè. Đây game này khá là thú vị nè, tôi nhắc đến khá nhiều lần trong cái đợt video game tháng 3, anh em rảnh rảnh gọi qua này, xây dựng rất là đã luôn nha, đánh giá cũng rất là tích cực luôn. Trước đó họ có làm con game nữa dạng VR cũng khá là thành công đó, 200 review, nhưng mà con này vẫn thành công hơn. Xây dựng cái con game này đồ họa rất là đẹp nha, phong cách đồ họa cái hạt tay nó rất là nhiều thể loại rất là đẹp luôn. Anh em là thích cái dòng xây dựng mà thủ thành hay là kết hợp quản lý tài nguyên á, thử quan này được. Cơ chế nào tôi bùi cái map binh nó cũng rất hiện đại đó, anh em chỉ kéo hai đường thôi còn lại nó tự động xây dựng hết.
world reveals its resources easily, allowing mere men to pick a way and find the ore. But it takes a true master to deliver those resources to where they are needed most. To move beyond these rocks, to make the water answer the hostiles in sight. Out there, there are the sea. Game này nhìn đẹp phết luôn á, nhìn phong cách đồ họa nó nhìn đúng đáng luôn. Who seek to command a world that cannot be controlled? The true master understands this. Có thời gian rảnh thì nhất định nuôi thú băng này, nhưng mà không phết rồi thôi, hôm nay đến đây thôi. Có thời gian rảnh thì lên chơi mấy con game demo của mấy studio dev nhỏ nhỏ chơi, như con này tôi thấy là cũng tạm ổn đó, giá game rẻ rẻ tí thì sẽ mua rồi. Ok, bye anh em.